Vũ xin chào bà con cô bác. Tiếp theo thì cái clip này em sẽ đăng lên bán cho cô bác là phục trước và phục sau của game 125. Quên lấy ấy rồi kèo ơi. Bưng dùm cái thùng cú đề đó. Phục trước 125 đây cô bác ha. Hôm nay có hai cặp nhưng mà nó bị chày, thì cái chày thì cái giá nó sẽ tốt hơn cho chúng ta dễ sử dụng nha. Rồi nhanh nhanh đi, không mất thời gian cô bác nha, chiều tối à. Đây là cặp số 1. Cuộc trước kim 125 đắt đời 22 ở đây. 22B đắt đời của nó ở đó đó. Như chiều tư. Chiều tư. Nè cái nó bị chày mèo quào ba dấu ở đây nè. Rồi đây xước nè. Thì cũng như lúc trước ta chạy ta không có ngại cây cỏ, ta đưa ruộng thí gì đó. Nó chạy nhiều lắm mà tại bên kia thế giới là nó phục, nó phải nói là nó lấy xe tải mà chở. Đây là những cặp phục mới gã xe, rồi mình lựa những cặp đẹp chiến và mình lấy 5 cặp 10 cặp 5 cặp 10 cặp vậy thôi, 1-2 cặp gửi về lại gai. Chứ mà phải nói là phục mà đời 20 ha, 20-21 của cô bác phải nói là lấy xe tải mà chở, nó rất là nhiều, nó số lượng là khủng khiếp. À, nó chạy được quá ha, nhưng mà mấy đó thì em không có lấy giờ bán không có được, thì bán quả bán nhiều rồi chạy chỗ rồi lùi quả nhiều rồi lỗ nữa. Đây đó là 22 của bác ha, nước sơn bạc bao đẹp của bác nha, sơn zin toàn bộ. Rồi thống nhất lại là tải cặp phuộc này là nó chạy chỗ cây trái là chạy ít nè, cây phải là cái tay phải của em là chạy nhiều đây. Đó, là nhiêu đó thôi, còn nhúng nhảy là chuyện bình thường. Đó, nhúng nhảy là ok, bao hết. Nguyên viên. Ê, phục nguyên viên chưa phục hồi gì hết rồi. Đó, nhúng nhảy là ok. Rồi, cặp phục số 1 này em bán cho cô bác cái giá là chạy hai đó hơi nhiều thì 1.650.000 nha cô bác ha. Rồi số 1.650.000 và tiếp theo là cặp phục số 2. Cặp phục số 2 chưa lau chữ nữa hả? Chưa lau chữ nữa. Thì em thấy nó chạy đây nè. Em thấy đây chạy đây nè các bác nha. Cái chữ này chưa lau nữa nè. Còn cây này thì đẹp, chạy dưới chân này. Rồi chạy xước hơi đây nữa. Ít, cái này quá ít luôn à. Mà cũng phải báo với khách. Còn làm trong là ok, nước sơn bạc bao đẹp luôn. Đây đất đời 22 đây cô bác ha. Trời ơi, hai con ốc chứ nó dính đất mà chưa có chùi. Rồi cặp phục số 2 này nó cũng chạy chùa nhưng mà cái vết thương của nó nhỏ hơn cặp số 1 thì em cũng bán với cô bác 1.650.000 luôn nha ha. Mèo quào đây nè. Số 2, 1.650.000. Vậy thì hôm nay em có cái phần cũ đời của 125 á. Đó, bà con cô bác mua gắn phu 2 phu neo đầu vừa y chang không khác gì hết. Phu 2 phu neo vô ít. Đó, cái giá bữa nay là đồ nó đã lên giá rồi thì
mấy cái này á thì em cố gắng bán cái giá cũ, nói chung là nó lời nó meo dữ dằn, nó sát luôn á. Khi mà mình cái giá đô nó lên 25 mấy thì thành thử ra cái này bán nó lời nó sát luôn, nó meo. Lúc nào đủ thứ tiền đó, tiền đi tới, tiền đi lui, tiền đứng, tiền nằm, tiền cái áo, tiền lọc quần gì tùm lum hết trơn. Rồi bán mà không lời tiền đâu sống sao nổi. Rồi cũ đời 125 thì hàng ghim đẹp keng vậy nè, cô bác coi những cái nước da của cũ đời là còn keng hết đó. Thì có cũ này hơi kém nè, cái nước da anh không được phao nè. Cũ này là đảm bảo cái xe này ở vùng đất đỏ, đảm bảo luôn nè đó. Cũng như là bán đồ còn khó khăn quá ha. Ví dụ cục đẹp này thì mình lời mà đô lên này là ít sạch luôn, còn cục xấu này là lên đường bù qua bao lại. Rồi 750.000 một củ đề nha cô bác nha. Thì gắn vô và quay ớt 125 bg 125 phu chờ 2 phu chờ neo phu chờ ít phu chờ mập phu chờ lét, nói dòng phu chờ 125 của Việt Nam là vô được hết trơn, không chế vô rin hết toàn bộ. Thì đây là tất cả củ đề đều là rin hết nha, rin hết toàn bộ, không có thay thang thay gì, chân ốc là chưa chạm hết, ốc trên ốc dưới đều là chưa chạm, găng cỏ là ok đó, nước da bao đẹp đó. Thì 750.000 cũ tiền ship của bác trả nha, không có, em bên đây là bán tất cả các món ở đây đều không có bao nha cô bác ha. Cái đó là em nói gành ghẻ rõ ràng cho cô bác dễ mua hàng bên em ha, sẵn sàng ship code cho cô bác luôn, nhưng mà vẫn còn cái phí ship. Rồi thì cái phần cũ đề này cho qua, và tiếp theo là còn một cặp phục sao game 125. Dẹp tiếp cơ ơi, dẹp tiếp cho chống kêu. Bọc thêm. Tiếp theo là cặp phục sao. Cặp phục sao 125. Đó. Thì hôm nay thì lựa ra có một cặp này bán đi, rồi ngày mai sẽ có 5-6 cặp gì đó, đẹp có xấu có tựa lơ hết chân. Đủ thứ chân á, cái này chưa chùi có hai cối còn dính đất, nhưng mà cối khá là đẹp luôn, rất đẹp. Rồi cặp phục kia 125 phục sao, bên cái hình người là còn ok nè, vỏ trên còn đen đẹp nè ha. Đầu hoạt gô đẹp nè, đất đời 2022 trên đầu 22S. Thì mình xây lên bên đây là sẽ thấy nè, đấy 22S cái chữ đen cuối cùng á. Hoạt gô 7 màu, hình hai người còn đẹp keng luôn ha. Cái gì cái này nè, nó còn trắng tinh á, nó chưa có bị đen á. Đen người ta sử dụng nhiều, đất cát nhiều á, nhiều lần, rửa nhiều lần rồi này kia. Ống xi sáng có chạy lâm chuột ít hơi, không đáng kể luôn. Ống xi sáng có sáng, thằng tháo xe thì có chữ B ở trong đây, chữ B nhỏ xíu trong cái mực đen này, cái bút lông đó đó. Đó, ngoại hình cặp phục nhìn rất là khá các bác ha, rất là khá. Xe là bên đây. Ở đây hơi có xước lông chuột hồi nãy nè, hơi xước lông chuột, xi sáng đẹp lạ thường. Cối đẹp, hạt gô đẹp, ống nhựa còn đẹp luôn. Rồi một cặp phục game 125 có cặp một à. Cái này em ghi để cho nó không có bị lộn ha, với những cặp phục khác em ghi số 10 đi đó. Số 10 giá 1.6 các bác ha, phục khá là đẹp. Rồi đó, chạy chỗ rất là ít đó, các bác coi hình người còn đẹp nè, ống xi đẹp nè ha. Phần cối nè, cối mà còn dính đất khe ở trên nó còn đẹp như nè ha, lật lại nè. Phục kim 125 tháo xe đó, cối sáng tinh không? Ống xi nè, ống nhựa nè, hạt gô nè. Đó. Rồi các bác nào mua hú em nha.
Tiếp theo bên đây là gác chân nhôm của Gim 125. Gác chân nhôm. Thì gác chân nhôm này gắn phu 2, phu neo, phu ít rồi đó thì nó sẽ vừa. Thì bô 125 em cũng có. Bô 125 thì em còn 3 cây. Đó, thì cho các bác mua gác chân nhôm này gắn vô. Cây này hơi bị kém nè. Hơi bị. Nói chung là đô lên thì mấy cái gác chân nhôm mà dài xấu cứ như là lên đường. Mấy cái đẹp thì mình còn có đồng lời. Nó vẫn là đời 22 à. KBW Gim 125. Mã của nó là KBW và KBH các bác ha. Rồi cặp gác chân nhôm này mà không có được đẹp thì em bán với cái giá đó, 22 750 cộng phí ship. Cái này là số 1. Đây dâm gửi. Này quằn quện các bác ha, mua gắn vô mấy xe nào kém kém á. Số 1. Chọn 4 cặp quay bán luôn. Bán luôn cho bán luôn. Chưa vệ sinh thì cũng bán luôn. Ở đây nói chung mấy em bán phụ về quán phụ tùng là mộc mạc nguyên thủy, không bao giờ có quá chắc vô đây ha, không bao giờ mà tẩy rửa quá chắc gì hết. Nè dính đất vậy mà còn chưa rửa nè quá ha. Cặp số 2 nó nước nhôm đẹp hơn kia đây các bác ha. Số 2 nước nhôm đẹp đó, hai cục thun này là cũng ok, còn son hãng quẹt lòng trong còn dơ. Đất đời 22 21, 22, 23. Hạt gô còn sáng đẹp lạ thường nè. Cốc cốc nha. À cái cục này em không có bán lẻ nha các bác nha. Rồi cặp này đẹp hơn cặp hồi nãy. Đó gác chân nhôm Gim 125. Rồi về gỡ ra đẹp mới chát liền. Cặp số 2 800 các bác ha. Số 2 800. Rồi cặp số 3 này cặp luôn. Cặp thì giá nó sẽ cặp luôn. Đó, cặp luôn từ những cái thùng. Cặp luôn các bác ơi. Nhôm rất là sáng. Đối với những cái xe cạp là chưa chắc gì cả nước nhôm sáng nha cái bộ này. Rồi, bộ cạp này giá một củ. Ban đầu bán cho kênh kia, anh nhắn tin tài khoản ra, anh nói anh gửi cho em một củ là gì em không biết. 1 triệu của bác ha, số 3. Em nhắn lại một củ là gì anh? Một củ là 1 triệu, một củ là gì không biết. Rồi số 3 này quá cọp quá ha, rất là mới. Thì số 3 này 1 triệu. Số 4. Rồi số 4 là đẹp như số 3 luôn. Đất đời 22. Này rất đẹp ha, bút lông quẹt còn sạch trơn. Đấy. Còn sạch trơn. Nước nhôm quá đẹp luôn. Dạ. Yeah. Rồi cái bộ số 2 nó cũng cặp như cái bộ số 3 rồi, cái này là 1 triệu các bác ha. Cặp nước nhôm sáng 1 triệu. Số 3. Rồi hôm nay là mấy cặp hột và các chân nhôm Gim 125 vậy đó. Cô bác nào mua thì hôn vụ sẽ gửi cho cô bác nha. Số điện thoại em ở trên cái màn hình đó, có Zalo luôn.
cô bác muốn nhắn tin thì nhắn cho em, còn cô bác muốn nhắn tin thường thì cũng nhắn cho em luôn, còn alo thì gọi số đó cho em, thì em sẽ gửi cho cô bác tiêu dùng. Mấy cái này thì nó ít tiền, và phuộc đâu đó thì ít tiền, em sẽ ship code không có nhận tài khoản luôn, cho cô bác yên tâm khỏi sợ lừa gạt qua mạng xã hội. Rồi Vũ xin chào bà con cô bác và hẹn gặp lại cô bác ngày mai.